Khéo là bò ra bây giờ. Rồi, đi xuống đây. Rùa lại đi xe rùa. Các bạn thấy thế nào? Đúng chất luôn. Cảnh tượng yên tĩnh quá các bạn ạ. Hôm nay là ngày 14. Mai đã là rằm trung thu rồi. Mà trăng đã sáng quá. Chắc có lẽ là trung thu năm nay sẽ không trọn vẹn như những trung thu khác đâu các bạn ạ. Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi đấy các bạn ạ. Vợ chồng mình giờ mới bắt đầu là được nghỉ ngơi được một chút xíu. Thì lại là cái giờ giây phút là chăm sóc cho nhau. Lại là bôi thuốc vào chân các bạn. Đây của bạn hôm nay đỡ hơn rồi đây nhỉ. Bôi giờ còn sót nhiều nữa không? Không sót mấy. À. Đây của bạn nước ăn lên tận đây rồi đây này. Không phải là nước ăn. Là ghẻ. Ghẻ. Ghẻ, thôi được rồi. Yên tâm đi. Nhiều các bạn bảo với mình là sử dụng nước cái lá lọ lá kia ấy. Thế nhưng quê mình thì nước lụt ngập hết rồi. Chẳng còn cái cây gì là nó còn nguyên vẹn nữa. Thế thành ra là những bài thuốc của các bạn cho mình thì nó không còn tác dụng nữa rồi các bạn. À, như vừa nãy mình bảo tại sao trung thu lại không được trọn vẹn ấy. Thì bởi vì là ở quê miền Bắc mình bây giờ thì vẫn còn rất nhiều nơi đang ảnh hưởng của bão lũ. Thế cho nên là đúng là có thể nói là trung thu không hề trọn vẹn một chút nào các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? Lên bên này. Lại chào nhau ở một buổi tối như này các bạn ạ. Hai ôi bạn. Ôi trời ơi, giật mình. Quyết nhẹ thôi. Ôi trời ơi. Xót à? Xót chứ. Không được để côn gen. Thôi làm nào, cố. Mai cho nó khỏi. Đến ăn bắt đầu đến chân này cái thì nước cạn. Mấy ngày nay vợ chồng mình sau cạn nụt đi cũng rất chi là nhiều việc các bạn. Nước nụt lên thì lại vất đằng lên, mà nước xuống thì lại vất vả đằng nước xuống. Nhưng mà cũng nước may. Nước xuống được có việc dọn thôi, lại còn phải cho gà uống thuốc nữa. Công nhận đợt này gà qué phải uống thuốc, lại sát khuẩn vườn nữa các bạn. Đấy, nhiều việc lắm. Bà mợ toàn phát thuốc cất đi cho mình rồi đấy. Nhiều anh em ở trong đê Quế này, Hiệp này cũng đang bị dính nước úng các bạn. Thế nhưng mà thực ra cũng chỉ hỏi thăm được ở trên điện thoại thôi. Chưa kịp lên thăm nhau được. Bởi vì là các bạn cũng thông cảm cho mình là vợ chồng nhà nông cũng nhiều việc quá, cũng chưa đi tới đâu được ấy. Thế thành ra là thôi để hẹn anh em một thời gian sau. Và để mình cũng phải ổn định một chút cái công việc của mình. Đấy, giờ đến lượt anh, em xoa đây. Đấy, cũng bướp bùm bướp hết. Em xoa đây, xoa. Bướp bùm bướp hết rồi đây này. À, tai tê con dê. Mọi người bảo không đi ủng vào, thực ra cũng có đi ủng đấy, nhưng mà nhiều lúc lại vội quá bỏ cả ủng. Nước cạn này còn đi được, nước đầy đi nào được. Nước đầy độc nhất ủng thôi, nặng. Úi na na. Chờ. Xịn trò rồi, mai là ngon ngay. À, vợ chồng mình vẫn cứ ngủ ở ngoài hiên này các bạn ạ, vẫn chưa vào trong nhà ngủ được. Hôm qua hai vợ chồng ngủ ở đây nóng, đêm 2 giờ trời nó mưa, thế là vợ gọi tung tóe dậy là anh Long ơi dậy chạy mưa. Cái cảm giác đang ngủ mà có người khác gọi như kiểu như là dựng dậy chết, giật hết cái cửa mình luôn. Nhưng mà thôi, tạm thời thì chúng ta cũng cứ vất vả một chút xíu, một thời gian sau nhỉ, cố sẽ được ổn định thôi. Mới sáng ngày ra mà thời tiết đã oi quá rồi các bạn ạ. Ở đầu video lại cho Long gửi lời chào, chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nhé. Đây chính là cái món quà gửi cho thanh niên Ninh và thanh niên Hiệp. Thời gian vừa rồi nhiều các bác cũng có hỏi là Linh và Hiệp nhà mình đi đâu. Thì mình xin trả lời là gửi ở trên ông bà ngoại ở một thời gian. Thì hôm qua thì mới về, nhưng mà hôm nay mới phát bánh trung thu. Đây là bánh trung thu của các chú các bác là gửi quà về cho, gửi nhờ anh Hiệp mang xuống cho con, cho chị Linh, cho anh Việt. Được chưa? Đấy. Nhưng mà năm nay ấy, bố bảo này, năm nay là trung thu là bố không có bánh. Vì là thứ nhất là bố cũng bận, với mẹ bận dọn dẹp. Mấy năm nay thì trung thu nó cũng không được trọn vẹn như những nơi khác. Quê mình vẫn đang lũ lụt và quê của nhiều các bạn cũng đang lũ lụt. Thế cho nên là thôi mình cứ dùng tạm như này nhá. Sang năm là triển khai sau.
Còn thì năm nay quê mình đang đi ra cũng cấm trại các bạn ạ. Nhưng mà cũng hoãn mất trại rồi. Vì các bạn thấy đấy, khắp nơi lũ lụt cả thì cũng chẳng còn tâm trạng, nhà nào cũng dọn dẹp các thứ. Bây giờ thì một là mang lên lớp cùng với các bạn. Lớp con có tổ chức không? Không ạ. Không à? Nếu thế thì đấy thì phần của hai con đấy. Thì còn nếu mà muốn cả bánh hay gì nhỉ, cả quả nữa thì ra cây bưởi ở nhà mình. Quả to đùng luôn. Nhá. Đấy, rồi. Vậy bố đã trao xong cái nhiệm vụ của bố rồi. Dù có là không trọn vẹn đi chăng nữa thì cũng cho Long gửi lời chúc tới tất cả các bạn nhỏ trên mọi miền Tổ quốc có một đêm Trung thu, một mùa Trung thu đầy quà, đầy ý nghĩa, đầy lời chúc tốt đẹp nhé. Còn bây giờ thì Long làm ngụm nước, lại tiếp tục là cái công việc dọn dẹp của Long đây. Đó chính là lau chùi lại những cái chiếc tủ lạnh này, rồi thì những cái máy móc để Long kiểm tra xem là nó hư hỏng như thế nào, rồi thì nó tới đâu. Mình cũng từng là trẻ con cho nên là mình cũng hiểu. Trẻ con thì chỉ thích là Tết được cái bộ quần áo mới, Trung thu thì được cái kẹo. Đến bây giờ thì nỗi lo của mình là cơm áo gạo tiền, cũng giống như bố mẹ mình thôi. Ngày xưa mình bé trẻ con thì thích thế thì bố mẹ cũng lo như thế. Bây giờ thì lại đến lượt mình. Cuộc sống là đồng lần chôn quang thôi mà. Chả biết là có dùng được nữa hay không, hay có hỏng hóc cái gì không. Nhưng mà mình vẫn cứ lau chùi sạch sẽ. Rồi thì để cho nó phơi, phơi ra nắng các bạn. Cũng có thể là nhiều khi ẩm thấp nó cũng gây nên cái sự hỏng hóc nào đó. Thì mình cứ lắng nghe những ý kiến của các bạn là lau chùi sạch sẽ rồi cứ phơi nắng đi nhỉ. Đó là một cách là an toàn mà. Còn bây giờ cái công tác của mình đó chính là chuẩn bị nắp cái máy bơm các bạn. Nghe đâu là sắp sửa lại có cơn bão lửa. Dạo này mất điện mình cũng chẳng xem được thời sự ấy. Thế như thấy tin đồn mọi người bảo có cơn bão lửa hay sao ấy. Anh Long cứ cẩn thận. Thôi thì cứ vẫn cứ phải triển khai thôi. Chứ còn bão hay không bão thì mình những cái này mình vật dụng gia đình ấy. Chuẩn bị có điện rồi, mai ngày kia có điện thì mình phải chuẩn bị lắp máy, lắp móc dần. Rồi sau đó là triển khai và đi đón con vật các bạn. Mang bớt về thôi, nhà nhân quá tải mất rồi. Hôm nay đi về em nhá. Đi về thôi. Ui, đi về nhà mình thôi. Đi về trước này là vợ mình lại tiếp tục mang em bông về này, mang chích cồ về này. Nhân đuổi rồi. Nhân bỏ hết cơm hết gạo rồi, cho đi về hết. Mấy hôm nay ấy, thì là cứ đi gửi thì thành ra là cái công tác chăm sóc vệ sinh của mình thì nó cũng không được chu đáo như là ngày bình thường đâu. Xong đợt này thì mình sẽ phải tắm rửa hết cho chúng nó một loạt cơ. Đây, được gặp nhau rồi. Thích chưa? Tha hồ tung tơi, điều này đoàn tụ rồi. Nhưng mà nghe đâu lại có một cái cơn bão nữa các bạn ạ. Nhưng không biết là có ảnh hưởng gì về mình nữa hay không, hay như thế nào thì vẫn còn chờ đợi xem là cái điều may mắn. Để bây giờ thì mình giúp vợ mình khiêng em bông xuống. Giờ đến được cụ rùa nữa đây, khéo lại bò ra bây giờ. Rồi, đi xuống đây. Rùa, lại đi xe rùa. Các bạn thấy thế nào? Đúng chất luôn. Mà đúng là giống như cái xe rùa luôn này. Rùa, đi xe rùa. Đúng là cái chuyện ngược đời hiếm thấy ở cái thế gian. Rùa lại ngồi lên xe rùa. Đấy, cái xe con rùa là đều lấy công thức từ cái mai của con rùa đấy các bạn. Và lần này thì không biết là có lụt bão nữa hay không, có liệu có phải chạy tiếp nữa hay không. Thế nhưng mà thôi được rồi, cứ về nhà cho nó rộng rãi và thoải mái đã. Vì trà thời gian gần đây các bạn thấy mình ít quay cụ rùa, tưởng là cụ lại đi theo nước cơ. Thế nhưng mà may là cũng vọt ra mấy lần rồi đấy, tí nữa là cũng đi theo dòng nước đấy. Thế nhưng mà may là mình phát hiện được các bạn ạ, cho nên là vẫn có duyên ở với mình. Em ơi, về nhà cái là ngủ ngon ngay đúng không? Thật sự là trong những ngày qua mình không chăm sóc được chúng nó chu đáo ấy, là mình cũng cảm giác là áy náy các bạn ạ. Áy náy ở đây là gì? Mình nuôi chúng nó cũng muốn cái cuộc sống của nó cũng phải được đàng hoàng. Nhưng mà thôi, đó là thiên tai, cũng không ai mong muốn cả. Thì mà
được một vài con vật về thì mình cũng đã chăm sóc nó trở lại với cái tinh thần là không để đói rét rồi, là mình cũng vui và phấn khởi rồi. Đấy, nó cũng mình từ mình suy ra nó thôi. Những hôm bão lũ vất vả mình nằm không có chỗ nằm, chỉ có cái chỗ đứng thôi, mình cũng vất vả lắm. Chúng nó cũng vậy, chạy lụt thì đi vào trong kia thì chật chội sống chung với nhau, cứ con nọ lại tranh ăn với con kia, nó vất vả. Đi về một cái được một lúc là cậu nằm ngủ nghỉ ngay. Thế mình biết là con vật nó cũng cảm nhận được là những cái sự mệt mỏi của nó mà. Nhưng không sao. Còn bây giờ thì mình lại thu xếp cái công việc của mình thôi các bạn. Đó. Công việc của mình bây giờ thì lại phải đem cái chiếc xe máy của mình đem đi sửa. Hôm vừa rồi không có điện các bạn ạ. Lại phải lấy cái bình xe ở trong chiếc xe máy này ra để sử dụng điện. Đấy các bạn nhìn này. Không còn cái chỗ nào chỗ bê bết bùn nữa. Phải mang lên thợ sửa người ta rửa ráy cho. Có khi là đường điện, có khi cũng phải chỉnh trang chạy trước lại các thứ này. Nó không còn là cái chiếc xe máy nữa. Đây giờ phải gọi là chiếc xe này, gọi là chiếc xe bùn mất rồi. Qua thật. Bây giờ dắt lên cũng chặng đường dài đúng không ạ? Trước lũ đã vất vả rồi, sau lũ nó còn vất vả hơn các bạn ạ. Mình cũng chả hiểu vì sao luôn. Nước vào hết rồi. Thôi mấy đứa đi về đi, để anh đi triển khai. Lên được cái dốc khước thật. Đã mệt nay lại còn mệt hơn. Đã xuống tới cái chỗ sửa xe rồi các bạn. Đấy, được lăn dốc cái nhàn hẳn. Chào ông chủ nhá. Ông chủ làm cho công tác sửa hộ cái xe cái. Thay dầu này, rửa sạch sẽ giúp một cái, cứ cho lổ là được. Cảm ơn ông chủ nhá, Tết xuống rượu. Vừa sửa xong cái xe thì Hiệp gọi luôn lên đây, bảo chú ơi lên đây bốc gạo. Bốc gạo cho cháu. Là phải chạy lên luôn, úi tui tui. Rèn, tay lái của mình lụa phết đấy. Mười cân này em ơi. Mười cân một túi. Hơn tận hơn 1 tấn. Mà mỗi một túi này là 10 cân. Rất nhiều chuyến. Nhiều chứ. Nhiều. Hơn 1 tấn gạo này thì thực sự là nó. Nhưng mà mình cứ nghĩ là nhiều đấy, nhưng mà nó cứ vẫn cứ đủ cân đủ lạng. Rồi để chú đợi. Bốc xong xe gạo cho Hiệp rồi thì nó thực ra đấy mà từ tiện thì nó hơi vô duyên các bạn ạ. Đáng lý ra cái tình cảm thì lên tận nơi thăm. Thế nhưng mà thôi, bây giờ thì trong lúc mà hôm qua mình bảo là trong lúc này vợ chồng mình cũng đang rất chi là bận rộn công việc, thì lên xem nước lon nhà anh em thì tình hình thế nào. Thì nước cũng đã vào tới đây rồi các bạn này. Thì trong video của Hiệp thì các bạn biết rồi, thì cũng qua lời hỏi thăm cho tình cảm. Còn trên nhà Quế thì mình vẫn phải khất mai ngày kia mới lên được, để mình về mình thu xếp lốt vài cái công việc nho nhỏ nữa các bạn. Rồi bây giờ thì cho chú quá giang về một đoạn cái. Mỏi lắm rồi. Bốc gạo cho Hiệp xong rồi mình lại về cái khu vườn của mình các bạn ạ. Thực ra thì người góp công, người góp của, mình chẳng có của để góp chung với mọi người. Thì mình cũng gọi là đóng góp một chút nho nhỏ công. Hiệp gọi lên bốc gạo giúp cho thì lại mang cái xe đi lên sửa đấy. Lên sửa xong thì lại vào bốc gạo luôn. Xong xuôi công việc thì như hôm qua thì mình cũng quay cho các bạn xem sơ qua cái chiếc vườn của mình. Nói thật với các bạn là như thời gian gần đây mình vẫn hay tâm sự và chia sẻ với các bạn ấy. Cái nghề nghiệp của mình ấy là chính thức là mình trồng hoa hồng, mới lại một vài cái dòng hoa khác để mình bán để kiếm thêm thu nhập trong gia đình. Thì qua trận bão lũ này không phải là một riêng một mình Long mà rất rất nhiều các anh chị em cũng trồng hoa cũng đều bị ảnh hưởng rất chỉ là sâu sắc. Bao nhiêu cái tương lai và dự định cho cái Tết thì bây giờ thì nó cũng không còn là trọn vẹn nữa. Thì thôi, thì đó cũng là một cái điều không mong muốn. Thế nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người rằng là mọi cái thu nhập chính của mình đều ở hai cái chiếc vườn. Thì đây, những cái cây hoa như này, toàn tiền trăm mấy tiền gần triệu thôi các bạn ạ. Nó cũng đã tan hoa như này. Trước kia thì những cây này thì gần triệu đấy. Cây kia gần triệu, như bây giờ thì cũng tầm 400-500. Thế mà bây giờ đổ hết ra như này rồi thì hỏng thì nó cũng chưa phải là hỏng hẳn, nhưng mà nó cũng ngấp ngoài, thì nói chung là nó không còn cái dự định cho cái dịp Tết nữa. 200 gốc cúc các bạn ạ.
cứ tầm người ta bán thì 150 một gốc, nhưng mình chỉ tính vào 70-80 nghìn thôi, nó đã là bao nhiêu tiền rồi. Thế bây giờ làm trọn vẹn ở đây. Mà thôi, đó cũng là thiên tai mà. Thiên tai. Tối hôm qua, chiều hôm qua mình quay một chút xíu cho các bạn xem mà. Tối hôm qua về cả với vợ, với vợ mình thì tính hay xót ruột sẵn. Hai đứa là cứ ngồi nói chuyện với nhau. Tết năm nay thì tiêu bằng gì. Để bây giờ mình đi về cái vườn dưới kia, mình dọn một chút, sau mình chia sẻ với các bạn là một số cái công việc mà trong hẳn, trong các bạn cũng đang thắc mắc về vợ chồng Long đang làm gì, thu nhập từ đâu. Để mình đi về nhá. Ở trên này thì cũng nhìn thì cũng càng nhìn thì càng xót ruột thôi. Chả làm gì được cả. Lại phải dọn hết cái lâm rác ở cái vườn dưới này các bạn ạ. À, thực sự là nhiều các bạn cũng có suy nghĩ là Long làm YouTube thì chắc là được nhiều tiền lắm, mình lại giàu lắm. Thì bây giờ mình vừa nhặt rác, mình đi xuống vườn. Mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn là nhiều tiền hay ít tiền đều ở đây các bạn này. Ê, con này, thiếu rác thế này. Còn móc vào đây, ai buộc vào đây đây. Ui giời. Đây các bạn này, những cái cành chiết mà nó ngập lụt như thế này này thì nó coi như là nó không còn nữa các bạn ạ. Nó hỏng. 3-4 năm nay vợ chồng Long ấy, là sống lên và gọi là mình gọi là miếng ăn, miếng uống là đều ở những cái cành chiết hoa hồng này. Mỗi cành chiết hoa hồng này thì Long thường bán cho mọi người là 20 đến 25 nghìn của một cành. Thế mà trên cây bây giờ biết bao nhiêu cành. Những cái cành này là nó sẽ không còn nữa các bạn, nó thối. Để nó cũng sẽ thối thôi, nó không còn ra rễ nữa. Nước lụt nó gãy tan hoang như này này. À, mọi người thì vẫn thường hay bảo Long là kiếm tiền YouTube thì mình xin chia sẻ, không phải đâu. Có lẽ đây là lần thứ hai Long chia sẻ với mọi người là về cái thu nhập của YouTube là mỗi một tháng chỉ được già gọi là già 10 triệu chưa đóng thuế. Trong khi đó thì để tiền chi phí là Long đã từng chia sẻ với mọi người là có những tháng này hết hơn 4 triệu, gần 5 triệu tiền cám cơ. Đấy, còn thì được bao nhiêu thì còn trừ thuế đi nữa thì các bạn cũng tính ra được rồi. Thì còn thì đấy, hàng ngày sau khi mà chăm sóc những con vật thì mình vẫn thường hay nói với các bạn một câu là để mình đi ra ngoài vườn chăm sóc vườn. Bây giờ vườn thì nó như thế này rồi thì còn không biết là chăm sóc cái gì nữa. Để mình đi vào sâu trong này một chút cho các bạn xem. Nguyên hỏng cơn bão số 3, hỏng nguyên một cái dàn này của mình. Lúc bây giờ mình đã bỏ ra hơn 20 triệu để làm được cái khung má như này. Chưa kể vốn liếng. Thì các bạn nhìn này, bây giờ thì nó có còn cái gì nữa đâu. Thế cho nên là các bạn bảo mình sau dạo này anh Long gầy thế, rồi thì suy thế. Thì mình vẫn chia sẻ với mọi người rằng là mình chưa bao giờ bị mất mát nhiều như thế này. Cho nên là cái thần kinh của mình nó vẫn chưa chịu được cái áp lực đó. Đây gãy hết rồi các bạn này. Nó đã ngâm nước lâu như này thì vườn dưới này là hỏng 90% các bạn. Mình vẫn bảo là thôi, năm nay thì cố vợ chồng chăm sóc là bán cành chiết cho mọi người này, rồi bán giống hoa cho mọi người để kiếm thêm thu nhập. Kể cả ví dụ như là những cái con chim, rồi thì những cái sinh hoạt hàng ngày là đều trông vào những cái vườn hoa như này. Mà đấy các bạn giờ nhìn thấy trong thực tế còn cái gì nữa đâu. Mọi người bảo là động viên mình là cố gắng lên. Thực sự là rất cố gắng rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì không biết là cố gắng như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thật sự là không biết là bắt đầu từ đâu. Phục hồi lại bây giờ thì bỏ hết ra, làm lại khung mới, rồi lại đầu tư giống về. Thì không biết là bao giờ đầu tư được giống về. Vườn trên kia thì đấy, nó cũng tan hoang hết rồi. Đây, những cái chậu hoa này này là Tết nhất là mình bán được 50-70 nghìn của một cây. Nhưng mà bây giờ thì cũng chỉ biết là cười trừ thôi. Cười trừ cho cái
cái mất mát đấy. Thế nhưng mà đây là mình chia sẻ với các bạn, không phải là để mình kêu gào hay là nhằm mục đích gì đó, mà để mình chia sẻ với mọi người để hiểu thêm. Vì là mình sợ mọi người là nghĩ rằng là mình làm YouTube được nhiều tiền ý, nhưng mà không được nhiều đâu. Cái mục đích chính của mình chia sẻ với các bạn là gặp nhau để có một cái niềm vui hàng ngày. Các bạn làm việc vất vả, có một cái giây phút giải trí. Rồi thì Long thì cũng kiếm thêm một chút. Mình bảo không có thì không là sai. Kiếm thêm một chút thu nhập từ những đồng tiền quảng cáo. À, gãy hết rồi các bạn. Chứ còn thì... Không hết. Cái này thối. Còn thì sang năm nay thì Long cũng mới là vào Trào Mào Bạch ấy. Vào Trào Mào Bạch thì các bạn biết đấy, hầu như là toàn bộ vốn thì toàn vốn vay. Một tháng nếu đẻ ra mà nói mà thu nhập cái hoa huyết này thì cũng được 7-8 triệu các bạn. Được 7-8 triệu đấy. Thì trong một cái Tết, cái Lâm Hoa Cúc thì là đấy, chạy 3 lần. Lần thứ 3 là hỏng, lần thứ 3 là không được nữa. Hai lần trước thì được, nhưng mà lần 3 này thôi, báo cáo là hỏng hết. Để bây giờ mình đi ra ngoài này, ngoài vườn, chứ còn không thì cứ đứng ở đây nhìn cũng xót ruột lắm các bạn. Hôm qua thì đấy, về kể chuyện với vợ là năm nay vợ chồng mới mất Tết rồi. Đó. Thì có trông vào mấy chú chim nó sinh sản thì nó cũng ngập hết rồi. Vườn này thì cũng xong trận đụt này, chờ khô ráo thì cũng dọn đi. Dọn đi có phải là mình dọn được đâu các bạn. Nhiều khi là mình phải thuê chứ. Thuê người ta đến, người ta cắt, rồi thì người ta nhổ, chứ mình cũng có làm được đâu. Đấy. Mất thì nó lại càng mất thêm. Đúng là chỉ còn lại phù sa và xót xa thôi. Em ơi, thôi đừng buồn nữa nhá. Tình hình công tác gì nhỉ? Bận bịu gì thì bận bịu thôi, cũng không sao cả. Mất thì sau mình lại kiếm. Mai có khả năng là hai vợ chồng mình cùng với lại lên với Hiệp phát gạo cho bà con. À, bà con cũng vất vả mà. Thì các bạn thấy ở đây, Hiệp thì cũng đã cung cấp gửi về hơn 1 tấn gạo để giúp đỡ bà con. Thì mình như đoạn đầu mình bảo rồi, mình chẳng có góp của thì vợ chồng cùng góp công vậy. Đây, lồi bánh chưng Tết là giờ chất thành cả một đống ở đây rồi các bạn này. Đây, một cây cúc đẹp ấy. Có những cây cúc đẹp mà tán nó đẹp ấy, thì là rơi vào 150-160 của một chậu thôi. Nhưng mà thôi. Còn cái câu chuyện về AV của mình thì các bạn không biết là đến lúc nào thì làm được đây. Các bạn còn nhớ không? Mình từng chia sẻ là năm nay là cuối năm, tức là mình gọi là cuối vụ. Cuối vụ sinh sản Trà Mào Bạch thì mình cũng được vài lứa chim. Thì nói thật với các bạn là khi mà mình bán chim Trà Mào Bạch ấy, thì nó còn chưa đủ cả cái vốn mình mua bố mẹ nó. Rồi thì làm cái xây dựng cái AV. Đấy. Thì còn thì trông chờ chính là cái vườn hoa. Đấy là thu nhập, trông chờ chính là vườn hoa. Thì có vay mượn thêm để chuẩn bị làm cái AV Trà Mào Bạch. Thì chắc là mình làm video thì các bạn cũng đã xem và cũng đã hiểu hết rồi. Để dự định là làm cái AV Trà Mào Bạch cho cái sang năm sau. Có thêm thu nhập. Thế nhưng mà tình trạng này thì cũng sẽ phải còn rất lâu mới làm được. Chứ nó không thèm, nó không, tức là ý là không đúng theo cái dự định của mình nữa. Đây, còn trong này thì ui dồi, bùn ngập hết rồi. Đã dọn được đâu các bạn ạ? Chưa dọn được này, vẫn cứ tả tơi cả. Trong này thì vẫn còn một cặp chim nữa, mình vẫn quay cho các bạn xem đấy. Còn bao giờ là khô ráo đâu vào đấy thì mình bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ đi. Chờ có điện thì mới rửa ráy được các bạn ạ. Bây giờ thì hiện tại chưa có điện, chưa rửa ráy được. Thì cứ tạm đàng hoàng, vừa bảo vợ rồi. Thôi mai thì bớt chút thời gian nên hộ gia đình Hiệp một chút. Nước thì cũng cạn xuống, chưa xuống tới mặt soi đâu các bạn. Các bạn thì này, bùn nó dày cái trên này luôn này. Ui. Ui dồi. Chân đau các bạn.
chân đau ở đây là mình bị ấy, nước nó ăn chân ấy. Giờ nó mỏng ra chân đi rồi, không may dẫm phải viên sỏi nào, nó cứ giật mình thon thoát cả. Hết. Sạch mỏng. Vô, đi về đi.